Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Oman. Đây là trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Á và sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 3. Ở trận đấu này, Việt Nam sẽ tiếp đón Oman trên sân nhà Mỹ Đình. Và theo đánh giá của nhà cái thì Oman là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp chủ nhà Việt Nam với mức kèo là 0,25. Mức kèo khi hạ xuống còn là đồng banh và tăng hình nửa trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, hai trái và 2,5. Tỷ lệ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video và một subscribe kênh nhé. Thì ở trận lượt đi trên sân của Oman thì Oman đã giành chiến thắng trước Việt Nam với tỷ số là 3-1. Năm trận thi đấu gần nhất của Việt Nam, thắng 2 và 1 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của Oman thì Oman thắng 1 và 1 và thua 3. Và ở trận đấu này với mức tỷ lệ thế này thì mình chọn cửa đội chủ nhà Việt Nam chỗ này. Mặc dù trận đấu này có thể là Việt Nam bị đánh giá phía dưới, tuy nhiên thì xét về thực lực hiện tại thì Việt Nam cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu so với Oman nữa các bạn. Thứ hai là trận đấu này Việt Nam có điểm tựa trên sân nhà là Mỹ Đình. Và thứ ba nữa thì nếu như trận đấu này mà Việt Nam và Oman có hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Việt Nam chúng ta vẫn thắng được nửa kèo, khi mà Oman cũng đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup rồi, cho nên là Oman cũng sẽ không cần phải bung ra quá nhiều sức để đá với Việt Nam làm gì đâu. Và biết đâu có thể là Việt Nam thì cũng đã bị loại và tiếp đà thăng hoa trên sân nhà ở thời gian đây, thì Việt Nam sẽ làm nên lịch sử với một chiến thắng trước Oman thì sao. Cho nên là bạn nào tin tưởng mình thì các bạn ưu tiên đi cửa chủ nhà Việt Nam, đừng chấp đồng nữa, mình nghĩ sẽ rất là an toàn cho các bạn. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, hai trái và 2,5. Thì trước khi nhận định tài xỉu thì mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến nhận định của mình thì mong các bạn ủng hộ kênh mới mình bằng lượt đăng ký kênh nhé, và nhớ like video nhé. Thì mình có để đường link ở bên dưới phần bình luận. Thì cảm ơn các bạn nhiều. Thì phần tài xỉu này 2,25, hai trái 2,5. Thì phong độ của Việt Nam thì đang khá là ổn định, còn Oman thì một đối thủ rất là tiềm ẩn và ghi bàn bất cứ lúc nào. Mình dự đoán trận đấu này hai đội sẽ hòa nhau, nhưng mà hòa có bàn thắng. Mình nghĩ là hai điều nghiêng về cho hai đội, hoặc là 2-1 nghiêng về cho Việt Nam. Cho nên là bạn nào tin tưởng mình nữa và ưu tiên đá tài 2,25 trận này. Trận đấu này thì mình khuyên các bạn nên đi tài hơn là đi Việt Nam, có thể là đợi cho tài hạ xuống hai trái thì các bạn tháo vào tài. Hiệp 1 thì cái mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Hiệp 1 thì mình cũng dự đoán là hai đội sẽ hòa nhau sẽ là một điều, cho nên là bạn nào tin tưởng mình nữa có thể là đi cửa Việt Nam. Nếu như có mức kèo phù được chấp đồng nữa sẽ có, nhưng mà tỷ lệ nó sẽ thắng sẽ thấp hơn, và các bạn có thể là đá tài 0,75, hoặc là các bạn có thể là đi tài hiệp 1 không cũng được. Trận đấu này các bạn đá tài hiệp 1 khá là thơm. Thì tóm lại trận đấu này thì mình chọn cửa Việt Nam đá tài, đại tài xuống hai trái thì vào. Hiệp 1 thì cũng chọn Việt Nam và đá tài 0,75. Thì cái này là phần nhận định của mình. Bạn nào có ý kiến khác thì hãy comment ở bên dưới để chúng ta có thể là cùng nhau tham khảo nha. Bạn nào đồng ý với mình thì hãy đi theo mình trận đấu này. Chúc bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.